Vô màu, vô màu. Rồi sexy. Xe bài giùm em dung đi mọi người ơi. Giải cứu đi mọi người. Sao mấy nay Facebook nó mất tương tác vậy không bớt nữa. Hello Diễm, nhận được kem cho Diễm ơi. Vô lẹ, vô lẹ. Vô lẹ nha mọi người. Hello mọi người ơi, vô về nhanh lên, vô hốt cú chót đi mọi người ơi, rồi mình chốt đơn nha. Hello mấy bè ơi, mấy bè à, mấy bè tương tác dùm em dung nha. Chưa hả? Phải chắc mai mới nhận được, chắc chắn là nhận trước lễ á. Tại vì ở Trạng Bom nhận trước lễ chắc luôn, không bao giờ nhận được sau lễ hết á. Rồi vô dùm em nha, tương tác tặng quà cho mọi người, cho mọi người nó có cái động lực ha, cho mọi người có động lực của xe bài, mọi người chơi nhiệt tình nha, mọi người chơi nhiệt tình với em nha, tôi tương tác xe bài giùm em. Chỉ có inbox em á. À ok, tí nữa em rep nha, tí nữa em rep nha. Rồi vô xe bài, tắt cái tay chịu hết nổi. Chị làm nail tí nữa tháo cho em cái móng chị làm nail. Rồi vô xe bài dùng dung đi cả nhà ơi, đâu hết rồi. Bơi vô đây, bơi vô đây. Con này còn cái sao bị bom nó sẽ ép. Rồi vô xe bài dùng dung đi cả nhà ơi, vô xe bài dùng em dung nghe. Không vui tí nào luôn, ế quá không vui được luôn. Là từ tối hôm qua giờ ế quá giờ ế, ế ngập mặt luôn này mấy bà, sao kinh vậy không biết nữa. Trời ơi áo này bị bom hai cái. Ai đấy ăn hai áo này, hai áo này tức á, em điện mọi người. Thiệt. Cái ngày mùng 1 mà bị tay kẹp vô cửa luôn là biết xui rồi đó. Xui lắm. Tự dưng. Rồi, hai áo này em để cho 50.000 xe bài cho Dung nha. Đơn của đúng rồi, Trần Kiều Hoa chị đi đơn rồi ấy bé. Đây. Trời ơi, xuất sắc luôn. Hai áo 50.000, hai áo len. Cái này mấy chị mua để biết làm gì không? Mặc với quần jean lưng cao á, siêu đẹp này. Hai áo len nha. Trời ơi, xuất sắc luôn. Hai em tặng cho mọi người 50.000, cái này là len nha. Thiệt, rất là xịn luôn. Rồi len hai áo, 115.000 một áo á. Tôi bán cho mấy bà hai áo tặng cho mấy bà luôn á. Quá xịn. Rồi cái quần này bị bom tức nè. Khách mới á mọi người. Mấy bà này khách mới. Khách mới đó mấy bà mà tôi để hàng rồi. Cái quần này em hết sạch luôn. Quần này em hết sạch xanh xanh. Tương tác xe bài dùng dung cho cả nhà ơi, từ từ chia sẻ bài đã, chưa chia sẻ bài gì cho Dung nè. Cái bà không chịu xe bài cho em Dung gì hết, rồi tội nghiệp con bé, buồn lắm, rất là buồn luôn. Rồi quần này tặng với chị 135.000, tặng mọi người 85.000, còn cái size L bị bom thôi. L nhưng mà dưới 53kg nha, tại vì form quần này co giãn nhưng mà form quần nhỏ. Cái này hàng của tao bao á mọi người, nên cái form quần hơi nhỏ nha. Áo cho chị mặt trời tím, cái đó là hai áo 50 luôn nha, không phải là một áo 50 đâu. Nhớ chốt thêm đơn đem đi hàng nha, em nghỉ lễ luôn nha, mọi người lưu ý giùm em nha. Đây mã này, quần 85.000 size L. Áo này tặng mọi người 39.000 đi. Áo len 39k, lúc tối em vừa xả áo này á. Em muốn mua lắm mà mai mốt đi công việc chị Dung không chịu giữ đơn, em thể nào mua được từ chuyển khoản 100% em sẽ giữ đơn nhá. Chuyển khoản 100% là Dung sẽ giữ đơn mọi người nhá. Rồi cái này ghi giùm em, ráng chia sẻ cho em Dung nha. Trời ơi ế quá mọi người, ế quá nên phải kêu gọi mọi người chia sẻ bài, ế lắm. Bán hàng rất là kỹ, nói chữ ế luôn á, mà em phải nói luôn. Bán rẻ mà còn ế nữa, còn ế e nữa đó mọi người. Bán rẻ mà còn ế e. Trời ơi áo cặp gì vậy trời, Phương Mi Nhon ơi, tại sao lại bom hai cái áo này.
áo 50 có rồi á, bà mặt trời tím, mặt trời đông ơi. Đây áo này tặng mọi người luôn. 59.000 áo hãng nha mọi người. Đây bị bom hai cái. Nó chỉ khác cái màu thôi. Rồi ghi giùm em nha, 59k. Rồi ghi giùm em nha, mua đi chuyển khoản giữ đơn cho. Đây mặt cười 59, cái này áo hãng mới chị biết rồi, không cần em nói nha. Nè nhìn cái mặt mới chị biết, không phải hàng rẻ rồi nè. Rồi comment giúp em mặt cười 59. Rồi cái này ghi giùm em là áo xám 59 đi. Cái này mà áo xám, cái kia mã mặt cười nhá. Cái này áo hãng á mọi người, 130.000 đó, xe cho mọi người luôn ha. Bạn nào lấy thì ghi giùm em mọi người, xe bài tương tác giùm em đi mọi người. Đâu hết rồi, từ hôm qua tới giờ em like nó bị sao mọi người ơi, thiệt á, không có tương tác gì luôn á. Em đưa mã đây cho chị em, còn mã gì trên này đâu chị like. Mọi người muốn like cái gì dồn đơn á thì nói với em luôn nha, để em kiếm mã em like. Ví dụ chị muốn like với cái này thì chị dồn đơn, mọi người phải nói nha, chứ like này là like cuối để dồn đơn để đi hàng rồi đó. Rồi cái này ghi giùm em mã này. Đây đầm này để tặng mọi người 100.000 luôn, 99.000 luôn, đầm loại 1 nha. Trời ơi, má đầm này mới chỉ mua 100.000 này. Nút bọc nha mấy chị nha, cái này nút bọc hàng cao cấp. Rồi 99k, comment giúp em là đầm. Đầm 99k màu xanh, xanh lá, xanh bơ với xanh đen. Cái này là 135 á, mà em xài 99.000 luôn, sale lỗ luôn. Muốn like cái gì thì nói để Dung kiếm mãi, Dung like cho mọi người dồn đơn. Tại like này like cuối rồi đó, để dồn đơn đi luôn nha. Rồi cái này ghi giùm em là màu đen. Đó màu đen và màu bơ nha mọi người. Đầm em xả lỗ 100.000 luôn. Không ai dám bán lỗi mấy chị cái đầm xịt như thế này nè. Đằng sau mọi người thấy cái bao chung của nó xịt không, siêu cưng luôn. Cái này ghi giùm em là xanh bơ. Rồi mua 2-3 cái này về mà xài mọi người, bao đẹp luôn đó nè, xịt không, đẹp lắm. Màu xanh lá, xin cái màu cho mấy má ơi. Thúy Xuân là xanh lá có 100.000 bạc à, thiệt á, rẻ lắm luôn đó mọi người. Cái đồng này em bộ 135 của em á, này chất đủ cao cấp nha. Xanh lá, xanh bơ với lại là màu đen có 100.000. Cái đầm này mọi người ví dụ đi ăn nó mặc cũng đẹp nữa, thiệt á. Đi ăn nè, hoặc đi du lịch, hoặc đi biển đồ, mọi người mặc rất đẹp. Mấy cái này mặc lên bao cưng luôn. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá, comment giúp em là đầm. Đầm siêu cưng luôn, xem mọi người còn có 100.000. Khá đúng rồi, bán vì đam mê luôn đó. Cái đầm đó là bán vì đam mê luôn đó. Rồi cái này ghi giùm em là set, rồi set nhúng này mấy bà. Cái này về là rút eo nhá, rút rồi cột dây trong này giùm em nhá. Rút eo, rồi set này 130 luôn. Set này mặc lên là nhúng như vậy nha mọi người. Comment giúp em là set. Quần là quần ống ôm, chất là chất bao xịt cho mọi người luôn nè. Quần là quần ống ôm nhá. Đó, ghi giùm em là set len 130 giùm em. Chấm bài tương tác với mọi người. Set len 130. Màu cam, màu đen. Trời má, màu đen. Cam đen nu. Cái này là rút eo một bên như thế này. Rút eo một bên á là để cho eo mình nó nhỏ. Mọi người nhìn cái eo nó nhỏ, ví dụ bạn nào mà có bụng á, nhìn rút eo nó form nó rất là đẹp luôn. Những cái bụng mình nó gọn lắm. Rồi màu đen, màu nu với lại là màu cam nhá. Màu đen, màu nu bao đẹp. Đây xịt không, mua mấy cái set này bao cưng luôn đó, nhìn nó gọn người lắm. Hàng siêu xịt luôn nha. Cái này là màu nu 130 nha mọi người. Rút eo một bên, form này là form ôm nha mấy bạn. Form này là form ôm nha. Ai lấy set thì ghi giùm em là set. Sao dạo này em về set nhiều mà mọi người không mua á. Bữa về xếp với áo nhiều luôn. Và em thấy bán chậm ơi là chậm luôn. Đưa chị áo lên đi em. Áo lên kìa. Về xếp quá trời xếp luôn. Mà cũng ế quá trời ế luôn. Rồi áo lên cao cấp. Quần có túi của hai bên đó chị. Quần có túi hai bên. Có túi chúng ta có mà. Có túi á chị. Đẹp lắm. Xếp đó dung xe còn có 130. Rồi cái xếp đưa chị lại xếp màu nu đi. Em vô màu nu cho dễ nhìn nha. Vô màu đen nó hơi bị chói. Đây mấy bà nhìn cái chất này. Ở set này không bữa 155 á mọi người. Túi hai bên này. Quần là phong ôm, đai mọi người thấy đai không? Nó set này em úp hình sao là hàng vậy luôn á, đợt em bán là 155 lận. Nhưng mà em để vào 130, tại set này á không bữa em úp hình bán quá trời đó. Hàng của chị Kim Thanh Thúy mặc á mọi người, đẹp lắm nè. Form này.
chất này, chất này là chất siêu co giãn luôn. Chốt kèm màu đen nu với cam nhá, có 130.000 nè. Đẹp cho rút eo nhá. Ở trong này cái rút này cái dây nó giấu ở trong như mọi người luôn. Rút xong này nó chỉ thấy là rút thôi chứ nó giấu được cái dây luôn, bao đẹp. Có 130.000 quần, có túi là quần là foam ôm. Trời ơi rẻ ơi là rẻ. Quần là foam ôm nhưng mà siêu co giãn nha. Đô hậu lên cho em số điện thoại địa chỉ. Chốt hàng lên số điện thoại địa chỉ một dòng khách mới giùm em nha. Em nói cái set này mình xem 130 một ế là em giật, ôi là giật luôn đó. Rồi áo len cao cấp Ice. Mấy cái áo này em phải để một cái màu mặc, trời ơi. Nào mà cần mà đi mặc không có hàng luôn đó mọi người nè. Len được trước cái bán 170 á, nhớ không? Nè, cái này là áo len cao cấp. Bao nhiêu em ơi? Cái này em để cho mọi người, trời má ơi. Màu trắng có mấy cái kìa. Nó để mấy cái mặc mấy chị. Mấy cái này không có hàng luôn đó. Rồi em để mọi người trên like 99.000 luôn. Đó, sale lỗ cho mọi người. Áo len cao cấp nha. Rồi ghi giùm em là áo len màu cam, màu trắng với màu đen. Trắng, đen, cam giùm em nha, áo len. Chốt hàng kèm số điện thoại địa chỉ cho chị. Đô Hậu ơi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha, màu đen 99.000. Đen, cam với lại là trắng. Áo này thì mọi người đi có chân váy da mà cũng đẹp, có quần đùi màu cũng đẹp. Trời ơi, nó đẹp lắm luôn á. Set 130 cho xem màu khác, đưa chị mấy màu của set 130 đây. Màu xanh thì mấy chị, màu xanh, xanh cổ vịt. Xanh cổ vịt. Rồi cái này đi giùm em là màu nâu, màu đen, màu cam và màu xanh bơ, 5 màu. Cái này là em về lại á, mà về lại sale lỗ luôn, phải yếu quá em sale lỗ luôn đó mọi người. Bình thường là không có giá này đâu, chứ không phải là hàng còn đâu mọi người. Cái hàng vừa về lại mấy hôm á, nên để cho mọi người giá lỗ luôn. Chứ hàng này hôm bữa mọi người biết em bán 155. Lại form với chất này hàng rất là xịn. Em làm em hoài luôn đó mọi người. Chưa bao giờ mà ế như thế này luôn á. Rồi comment giúp em là màu. Hôm bữa là dành cái set này một, hôm bữa có lần xem 145 rồi đó. Set 130 đen cộng quần jean đùi đen size S cho chị Nguyễn Vân. Cái này hả, cái này dưới 60kg. Tại vì cái set này nó có co giãn mạnh lắm. Nè, em kéo ra em mọi người nè, thấy không? Cái đồ co giãn nó mạnh lắm, nó là chất len á, bao đẹp. Xanh bơ với cam chị Trinh. Quần, à quần ống ôm. Không phải suông đâu, quần ống ôm giống như cái quần legging ấy em. Quần ôm ấy, set này không bởi Dung có mặc một lần rồi. Lúc mà Dung bán 155 Dung có mặc một lần rồi mấy bà. Em vô vào phòng chị lấy cái cục sạc. Xanh xanh của mình với chị Trinh. Vừa. Mọi người biết sao không, nó co giãn mạnh lắm nè. Ủa bây giờ em xé cái không sao ra cho mấy bà nhìn ta. Nó co giãn mạnh lắm nè, mấy bà thấy không nè. Trời ơi. Nè, thấy không? Nó là chất len, nó co giãn lắm, mặc đã lắm luôn á, nè. Ê, cái quần chú kéo ra. Kéo ra nhiều quá. Đây nè, thấy không? Cái này eo 90 cũng vừa luôn. Thoải mái lắm mọi người. Bởi vì em nói mọi người là cái set này á, form lên nó đã đẹp rồi, chất nó càng đẹp nữa mà. Nó kiểu là nó nhúng ở bên này, nó kéo cái eo của mình xuống, đẹp lắm. Bao đẹp luôn. Xanh nào em ơi, chỉ có hai xanh nhá, xanh cổ vịt với lại là xanh bơ. Em lấy xanh nào á? Có xanh cổ vịt và xanh bơ bé. Em lấy xanh nào báo giùm chị Dung nhá. Em là xanh bơ. Ui, ai lấy thì ghi giùm em nhá. Má xanh này đẹp lắm luôn đó mọi người. Bởi vì em mới khuyên mọi người nên lấy á. Cái nào mà em khuyên lấy là mọi người cứ lấy về một bộ đi, mọi người sẽ biết là Dung khuyên không bao giờ. Không bao giờ mà Dung khuyên bậy đâu. Cổ vịt cho tiên cam hết. Rồi hết xanh của vịt. Rồi còn 3 màu đẹp lắm. Lấy bổ về là tiếc á. Màu nâu. Cái nào mà mình mặc được á, nó phải lấy vài bổ về mà mặc. Cái quần này á, mọi người mặc riêng với áo thun form rộng cũng đẹp nữa. Ví dụ mấy cái quần legging này này. Đó, lấy bộ đen về là quần legging mặc được với áo thun form rộng luôn. Màu nu siêu trắng da. Rồi má màu nâu này mấy bà. Thấy không? Nó trắng da kinh khủng luôn á. Rồi nâu. Ba cái màu nào cũng trắng da luôn á. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Có 130 chị ơi, cái này em sale rồi. Cái này em về lại mấy hôm trước nhưng mà còn ít à. Em sale. Chứ cái hàng này mà hàng mới về không bao giờ có giá này đúng mấy bà.
Tại cái vải này là vải hàng xuất, mọi người thấy tem mạc không? Không phải hàng thường đâu mọi người ơi. Ai lấy cho cái xe buýt về hả? Xe buýt. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Xe nấu, đi bộ từ ngoài hàng nấu. Ai lấy thì ghi giùm em nha mọi người. Siêu đẹp luôn, đẹp lắm. Có 130, quần có túi luôn. Cái quần là đây, dùng sọc một cái quần vào để cho mấy chị coi cái độ ôm của nó nha. Đó, nè, nó là dạng phong quần ôm như thế này. Phong quần ôm. Chị lấy màu cam. Cái chị Tuyền nè. Nó còn kêu co giãn như thế này nữa. Phong ôm đã lắm. Mặc ghiền lắm. Rồi hết cam, còn nâu đen với lại là xanh. Bộ đang mặc em xả lỗ còn có 100.000 luôn á. Rồi em ếm, em tận sạt sạt sàng luôn đó mọi người nè. Ông không có bánh lỗ ngày nào cũng bánh lỗ như thế này chết. Hết cam rồi như Huỳnh ơi, trời ơi, xong lấy lẻ má. Còn nâu đen với lại xanh bơ. Cho chị màu nâu đen đi. Nâu đen với xanh bơ, lấy màu 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 nâu đi. Nè, màu nâu siêu trắng da với xanh bơ. Má mọi người nhìn cái chất vải ghiền á, thiệt á. Nè, vải chất nó ghiền lắm. Của em mặc sale có 100.000 á, 145 á, mà sale còn 100 luôn. Ai lấy giùm em giả không? Bộ đang mặc dưới 58kg mang đẹp. Rồi ai lấy giùm em Quỳnh Như cho dung số điện thoại để chị nha. Còn xét này em sale còn có 130, lấy lẻ đi với chị. Công đít lên mà chốt. Rồi ai lấy giùm em cho chị màu xanh bơ. Xe bằng hết rồi. Hết rồi đó, còn hai nu, một xanh bơ với một đen thôi. Bạn nào lấy màu nào thì về chốt lẻ nha. Còn hai nu, một xanh bơ với một đen. Co giãn đã lắm. Comment giúp em nha, cái này là xanh bơ thì mới vàng. À đẹp. Đẹp bánh lỗ mà phải nói nhiều nữa, mệt ạ. Ai lấy cái bộ dung mặt là có màu hồng nữa mọi người. Ai lấy giùm em, bộ đang mặc siêu cưng luôn á. Nè. Áo này mọi người mặc riêng cũng được. Mặc riêng với quần đùi jean cũng đẹp. Sale còn 100.000 luôn. Ai lấy thì ghi giùm em nha, mã này. Comment giúp em là set hồng, set dung mặt màu hồng với màu hồng cưng. Màu hồng với lại màu trắng nha mấy bà. Comment giúp em là set dung mặt kèm. Comment giúp em là màu, cái này đóng thùng vô cũng cưng nữa. Đó, đóng thùng vào bao cưng luôn. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha, set kèm màu. Set dung mặt kèm màu nha. Ai lấy set dung mặt thì ghi giùm em, đưa chị cái set đầm đó nha. Đen cho Quỳnh Như, đen là 430. Rồi, cái này ghi giùm em là đầm, đầm này em xả có 99.000 thôi đó. Này, đầm 99.000, bao cưng luôn nha mọi người. Đầm 99k, đầm 2 giây. Ghi giùm em là mã đầm, 3 màu. 145 sale còn 100 luôn. Ghi giùm em là đầm 100.000 nhá, màu xanh lá, màu bơ với màu cam. Comment giúp em là đầm nha mọi người. Ai lấy thì ghi giùm em. Đầm kèm màu xanh lá, màu bơ với màu cam. Đầm 2 giây nó hot. Hot ơi là hot luôn đó mọi người. Ai lấy ghi giùm em nhá, đầm kèm màu giùm em. Comment giúp Dung là mèo. Màu mè mè màu. Nó lấy hàng đông kia ra xả đi, hàng đông kia còn mã nào đưa ra xem đi. Xem cho bà dùng luôn với bà đi. Rồi áo này em còn một cái màu nu. Áo vạch bầu á mọi người. Mọi người muốn lên cái gì mọi người nói nha. Cam là cái gì ta? Đầm hả? Cam cho Phạm Hanna. Rồi cái này sơ mi em xem lỗ 99.000 luôn nè. Sơ mi cao cấp á, còn một bơ với một nâu thôi. Áo sơ mi cao cấp. Mọi người ơi, cái áo này nâu với lại là màu bơ. Áo ơi, cái này hàng Quảng Châu xịn nha. Xe cho mọi người còn 100.000 luôn. Xem lỗ luôn nè. Đẹp quá. Đó, mọi người tưởng tượng ra được không? Rồi ghi giùm em nha, nó nhúng vào đây cái eo á. Comment hộ em Dung nhá, màu bơ với lại là màu cam. Cái này ghi giùm em là áo nha. Ghi giùm em là áo sơ mi hoặc là sơ mi kèm màu giùm em. Đó, xe cho mọi người còn 100.000. Form siêu đẹp, ở đây nó nhúng. Cái này với chị mặc với quần jean cũng đẹp, quần legging cũng đẹp. Nói chung là dễ mặc lắm mọi người. Ghi giùm em nhá mã. Rồi set áo đôi em còn 2 cái. Set này hôm bữa em có mặc like rồi. Còn 2 set, cái này hàng lẻ thôi mọi người ơi. Hàng sale lẻ nha. Một bao nhiêu em, hôm bữa bao nhiêu? Đó, bây giờ xem mấy chị còn 115 luôn.
Cái này là hôm bữa em có mặc rồi. Chấm bài dùng Dung đi cả nhà, hôm bữa là Dung mặc rồi á. Đó, cái áo ống ở đằng trong này màu đen với lại màu bơ. Để mọi người trên like còn 1.15 nhá. Xét cái áo ở ngoài mọi người mặc riêng ra cũng đẹp nữa. Chất bao đẹp luôn, dơ màu đen không nhìn thấy đâu. Để Dung dơ màu này cho mọi người nhìn thấy này. Chất về cái nút này xịt chưa? Có 115 thôi, xe cho mọi người luôn. Ở trong là cái áo ống cột cột eo cổ mọi người. Đó. Hịt chưa, hịt chưa? Đó, mọi người về mặc cái cột nơ đằng sau giùm em nha. Cái áo này mọi người mặc riêng, nó khoác ngoài mọi người mặc riêng cái áo này với quần jean bao đẹp. Mặc dạng như là laptop đồ. Sexy xíu cho đẹp. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Set. Set áo cho mọi người, set áo. Mấy bè ơi, mấy bè đâu rồi, mấy bè ơi. Cho em xin dấu chấm đi mấy bè ơi. Rồi đầm baby doll này. Biết còn bao nhiêu người đang coi luôn đó, cho xin dấu chấm đi để biết mấy bà đang coi được không. Rồi đầm baby doll, trăm mấy em. Set áo màu gì Tâm ơi? 140 chị. Còn quần jean sắn lại không chị? Còn hai màu á bé. Còn hai màu đen với lại màu màu đen với lại màu chi hề đây. Đen với xanh. Set áo xanh cho Tâm Nguyễn. 115. Quần sẵn này cũng còn hai màu và đủ size nhá. Đen với xanh. Em hôm bữa em mặc cái set áo đó với cái lại là quần này này, siêu đẹp. Em mặc cái quần đen đó. Quần em xả cho mọi người còn có 105, mọi người mua hai cái là tính còn có 100.000 cái. Rồi đầm baby doll cao cấp. Đầm baby doll cao cấp, xanh xe hết, xe S cho heo xí 105 nè. Đầm này thì em xe cho mọi người 130 luôn nè. Hàng cao cấp nha mọi người, hàng bán shop loại 1 nha. Đó, rồi đầm xanh bơ. Em bỏ trong bọc, em nhồi, em nhét cho nên là nó hơi nhanh mọi người về giặt. Tại vì chất đuổi mà nhét quá nó nhanh, chứ còn mọi người giặt là nó rủ ra hết nha. Đuổi này không cần phải là ủi nha mọi người. Rồi màu hồng, cưng ha, mặc cái đầm. Xem mọi người 130 luôn đi. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Đầm màu hồng. Ê bà nào mà có bầu á, nhớ mua cái đầm này nha. Cưng lắm luôn á. Rồi đầm xanh chuối. Cái này hàng cao cấp mà xem còn có 130. Con bộ 155 mà xem ở 130 luôn. Cổ là dạng như cổ Peter cánh sen á mọi người. Bao đẹp. Dạ đầm không có màu đen, em chỉ có 3 màu thôi. Xem cho mọi người 130 luôn. Đẹp xuất sắc. Cưng quá mọi người ơi, nhìn cái cổ này. Cổ cưng không? Cái cổ cưng ha. Đó, mặc lên cái cổ thấy cưng không? Đầm này xinh lắm. Ai lấy thì ghi giùm em màu kem, màu bơ với lại là màu màu hồng nhé. Bà nào mà có bầu á, hoặc đang bầu mặc cái đầm này cưng này mọi người. Cưng lắm luôn đó. Đó, bà nào lấy thì ghi giùm em màu kem cưng chưa? Nút là nút bọc đó mọi người. Siêu xịn sò. Xịn ơi là xịn rồi. Quần này em tặng mọi người 79.000, còn cái size S. Quần size S 79k. Comment cho em là quần. Quần 79.000 size S thôi nha. Cái này là theo jean đó mọi người, shop có cái à. Sale 79.000 size S. Bầu mặc vừa không chị? Trời ơi, cái đầm đó là dạng dành cho bầu mà em. Mặc tới đi đẻ luôn á. Mặc là tới đi đẻ luôn đó má. Rồi ghi giùm em nha. Quần size S 79k size S nha mọi người nhá. Thằng sơ ri ở đâu vậy chị ơi? Cho địa chỉ giùm em nhá. Rồi set sơ mi xe 130, còn một set duy nhất. Set sơ mi 130. Comment giúp em là set sơ mi 130 nha mọi người. Comment giúp Dung là set sơ mi 130. Rồi cái set này em về không biết bao nhiêu luôn mà bán hết sạch rồi. Này sót lại có set. Set sơ mi 130 giùm em. Mọi người ơi, chấm bài hộ em cái coi nào. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Set sơ mi 130. Ai lên địa chỉ trước, số điện thoại địa chỉ trước em để mọi người ơi. Cho cháo lên đẹp, cháo lên nó để lại chị đi cái màu trắng. Rồi áo jean sale 99.000 luôn đi, còn cái
áo jean sale lỗ 99k luôn. Comment giúp em là áo jean 99.000 nha mọi người. Comment giúp em là áo jean. Áo jean 99k, trời ơi, cho dung jean cho chấm đi mọi người. Sao mà coi chán như vậy. Không, em offline like chốt đơn nha. Con offline chốt đơn đó mấy bà ơi. Chúng coi như thế này sao lái. Coi chán quá. Không thấy ai tương tác, không thấy ai hỏi là thích mẫu gì. Tôi lên cho để dồn đơn cũng không nói. Chấm bài với bà cũng không chấm. Hỏi cũng không trả lời. Quại không muốn nói luôn. Đã biết đường nào bò luôn đó trời. Chứ mấy bà muốn em chiều như thế nào nữa. Em chiều hết nước rồi đó. Em hỏi thích mẫu gì để em lên cho rồi chốt cũng không chịu. Khách xa quá nhỉ. Rồi ghi giùm em nha. Áo jean sale lỗ 100.000 luôn. Comment giúp em là áo jean 100. Nhiều khi mình dễ chịu quá rồi khách cũng không chịu dễ chịu lại nữa cơ. Rồi ghi giùm em có bán không, có bán đầm đi tiệc đâu chị. Rồi ghi giùm em nha. Đồ bên em chỉ là đồ mặc set rồi thường thôi, nhưng mấy người đẹp ơi, chứ không có đầm đi tiệc đâu. Em không có gu đi tiệc nhiều lắm. Tại em sống gần ấy năm mà chắc mới đi tiệc được có 2-3 lần. Em không có thích bán đồ đi tiệc. Rồi ghi giùm em nha. Set này em sale 79k. Set 79. Đồ đi tiệc á mọi người. Ví dụ đồ mình mặc ở nhà bán ấy, chứ còn đồ đi tiệc á mọi người mua hàng 100 mấy 200 mặc không được đâu. Đồ đi tiệc mọi người mua hàng mắc mà xài thiệt á. Đồ đi tiệc lâu lâu có tiệc mà hàng 200-300 nghìn em không bán được. Giờ hàng mà hàng á 100 mấy 20 nghìn mấy chị còn e dè, mấy chị còn đánh đo lên đánh đo xuống, mà giờ bán một cái đầm 300-400 nghìn trời, chắc em để mũ em mặc luôn thiệt á. Em nói thật đó mọi người, để mặc luôn, để cả nhà em mặc luôn á. Rồi ghi giùm em nha, set ai lấy set thì ghi giùm em là set 79k, còn một set duy nhất, set bao cưng luôn nha mọi người. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Rồi đầm, rồi bán đầm này bao cưng. Đầm này xem mọi người 120 luôn. Đầm 120, trời đầm này cưng lắm luôn đó mọi người. Đầm 120. Cái này về phối có cái áo khoác len á, phối vô bao cưng. Rồi cái này ghi giùm em là màu hồng, màu cam. Cái này hàng Quảng Châu nha, hàng này hàng xịt lắm luôn đó mọi người. Ở đây bo chung nha. Đó, mặc vô bao cưng luôn, chất đuổi. Màu giùm em nha. Đây, cái này là màu cam, màu hồng với lại là màu, trời ơi, màu đẹp quá. Cam hồng với lại là màu vàng nha mọi người này. Chất đuổi nha, mọi người thấy chất hàng xịn không? Rồi bán có cái đầm có 120 nghìn thôi đó. Sale quá bèo cho mấy bà luôn. Rồi comment giúp em là màu nha. Cái này là màu vàng. Đẹp ha, cái này có áo giặt, áo khoác nhẹ nhẹ ngoài, mọi người khoác vô bao cưng luôn đó. Rồi cái này ghi giùm em là màu hồng. Màu hồng và cái này ghi giùm em là màu cam. Biết truyền chốt cái gì vậy chị ơi? Đây. Đó, xếp gì chốt kỹ giùm em đi chị. Comment giúp em là màu nha. Ở đầm cưng ha. Nó vải rẻ ơi là rẻ luôn á. Cái vải này mấy chị nhìn kỹ nha. Nó không phải giống như vải bỉ hàng rẻ đâu. Nè, nhìn kỹ giùm em nè. Vải rất là xịn luôn. Comment giúp em là màu. Cái này có cái áo khoác len á, mỏng mỏng á. Mọi người khoác nhẹ ngoài nữa, bao đẹp. Khoác len được chút em bán rồi mà giờ hết sạch rồi. Rồi comment giúp em là đầm kèm màu. Đầm kèm màu giùm em. Rồi set sơ mi cao cấp còn set. Thế này em share cho mọi người 130 luôn đi. Set sơ mi cao cấp 130. Vải này. Set sơ mi cao cấp 130. Rồi má sao nó ế dữ vậy trời. Chưa tin luôn á. Đây cái này ghi giùm em nhá. Má like này em chấp bán được 3 cái mọi người. Thiệt. Nãy lúc em lên là 1 giờ kém 15 giờ hơn 30 phút rồi đó. Chắc bán được 3 cái. Sợ thật đấy. Rồi comment giúp em nha. Set sơ mi 130. Comment giúp em là set sơ mi 130. Lên dồn đơn mà bán được 3 cái mới trồn cho ai luôn đó. Bán 3 cái là bạc, 3 bạc thích mới nữa chứ.
ngoẹo luôn. Ngoẹo ngoẹo ngoẹo. Hết tháng 7 rồi mà sao nó vẫn du dương tới tháng này vậy trời. Rồi ghi giùm em nha, ai lấy thì ghi giùm em xét. Học nó học đi, chấm cái gì. Rồi ghi giùm em nha. Đây, xét đen, xe 130 luôn. Còn một xanh với một đen nha mấy bà. Xe 130. Hôm nay giúp em là xanh với đen 130. Đó, những cái xét này đẹp, ôi là đẹp luôn đó. Bây giờ xe toàn xét đẹp luôn mà ế không à, biết làm cái gì luôn á. Đây nha mọi người, cái này còn có túi nha, còn có túi, quần ống suông á, không phải là ống ôm đâu, ống suông nha. Giờ mới đi hả? Ai lấy thì ghi giùm em màu, màu đen với lại là màu xanh dùng dung. Ai lấy thì ghi giùm em xanh với đen, comment giúp em là màu. Lại 30 phút bán được 3 cái cho 3 bà khách mới. Trời muốn trầm cảm luôn. Like cho mấy bà dồn đơn đó. Và đúng 30 mấy phút luôn đó. Và đúng 3 cái cho ba bà khách mới. 3 bà khách mới đâu có dồn đơn đâu. Ổn thật chứ. Rồi ghi giùm em nha. Chắc em ọp chút đơn cho mọi người ơi, lan nổi á. Rồi cái này ghi giùm em xanh chuối. Xanh chuối. Xanh chuối nha mọi người. Dung nha, không phải đầm đâu. Cái này là dung, dung đi tiệc này. Bạn nào mà cầm cần dung đi tiệc, cái này là dung, không phải đầm đâu. Xe với bà 130 luôn. Dung 160, xe 130, đằng sau có dây kéo rồi nó nặng. Lót hai lớp hết nha. Cái này von mà cái này cũng lót hai lớp hết đó. Phải may hàng thiết kế ấy, mọi người. Dung, rồi xinh chưa? Phúc sắc luôn. Có mút ngực nha, không cần phải mặc áo ngực đâu. Không cần phải mặc áo ngực. Rồi comment giúp em dung 130. Đầm body xe 100.000. Đầm body xe 100, một cái màu nâu với một cái màu xanh nhá. Xe 100. Đầm body 100.000. Ai lấy đầm body thì ghi giùm em là đầm body 100. Siêu đẹp. Body 100 nha mọi người. Trời mấy má ơi, mấy má mua cái gì vậy? Trả lời hộ em cái. Mọi người đang mua cái gì vậy? Mọi người đang quay live không vậy? Mấy bà có ai đang quay live không mấy bà ơi? Con bé bất lực trước sự ế này. Bất lực trước sự ế lòi mắt này. Nó gọi là bất lực mọi người. Không còn cảm giác để live stream nữa rồi. Ai cho tôi niềm tin để tôi like đi mấy bà ơi. Tôi bất lực rồi mấy bà ơi. Dạ chưa, nhưng mà chị chưa có số điện thoại để chị em chưa chốt. Tại sao lại có thể ấy như này nhở? Bà là muốn like cái gì để dồn đơn nữa không? Không, tôi ọp nha. Tôi mất kiên nhẫn rồi. Ọp chút đơn đi mấy bà. Có cái áo nơ tặng với bà 80.000, áo nơ hàng mắt nha mọi người. Áo nơ này xịn lắm, 80.000. Áo nơ 80 rồi má, cái áo nơ nơ phong rộng dấu quần á, 80. Có 80.000 thôi nha. Ai lấy nơ ví dụ em là nơ nha. Tí nữa chất quần em chất cao lên nha. Đừng có chốt chất dài ra, nhìn nó bừa hàng. Chất ấy lại chồng cao lên em bị gọn. Quần chất vào một bên, set chất vào một bên, áo chất vào một bên để khi mà ấy hàng á, nó không có bị lộn, nó không có khó lấy hàng. Chất cứ áo với set chung với nhau tới khi kiếm hàng mình thấy mẹ luôn đó.
áo chất bên, quần chất bên, set chất một bên, áo khoác đồ chất một bên, tại mình cột theo cục rồi á, chất như vậy tới khi kiếm hàng là biết cái khúc đó là toàn áo gì với toàn set như thế nào, nó dễ kiếm, dặn em biết bao nhiêu lần rồi. Rồi ghi giùm em nha, đây không áo thun tay dài chỉ có mã đó là hết rồi đó. Đây cho mọi người set sơ mi, set sơ mi có đăng hình rồi đó nè, đẹp chưa. Set sơ mi cao cấp xe 130, set sơ mi cao cấp 130 thôi, chắc em ọp chốt đơn nha mọi người nha, đơn mọi người nhớ đi đơn hết giùm em nha. Bữa nay là ngày nào chốt đơn là em buộc phải đi đơn, cho dù tối em có like hoặc mai em có like thì đơn hôm nay chốt vẫn là đi đơn hôm nay, chứ không có liên quan gì tới đơn mai đơn mốt, mấy chị không có dồn cỡ đó nha. Nên em đã ghim vào đầu trang rồi, đơn ngày nào chốt đơn quy định ngày đó, nhân viên gọi điện chốt đơn là mình đi hết giùm em. Ừ còn mà Dũng ơi, cho chị dồn đơn đi thật, phải chuyển khoản, nhân viên chốt bao nhiêu tiền lúc đó là phải chuyển khoản luôn, chứ không phải là đổi vài ba ngày sau, đổi vài ba ngày sau ví dụ qua ngày hôm sau mấy chị em chưa nhận được chuyển khoản á là em sẽ tự đi đơn đó luôn, chứ em không có gọi nữa nha. Ví dụ như mà ừ đây này Dũng dặn kỹ này, ừ hôm nay chỉ có đơn 150 đi đó, có đơn 150 em để đơn cho đó để chị dồn thêm, chị chọn thêm để chị đi đơn, để chị chuyển khoản hết cái đơn 150. Nhưng mà qua ngày hôm sau em chưa nhận được cái chuyển khoản của mấy chị, em tự đi đơn luôn, chứ em không để đơn ở nhà nha, em nhắc trước đó. Quên cũng phải chịu đi đơn nha mọi người, em nói trước. Tại vì em đã nói rồi, em không có nhận được đơn từ tuần trước rồi. Từ 2 tuần trước em đã ghim rồi lại, từ nay trở đi em không nhận dồn đơn nữa. Nên là lưu ý giùm em, tại vì em thường là em like 2-3 cái like em mới đi đơn rồi, chứ không phải là một cái like 1 tiếng, 2 tiếng em đi đơn đâu nha. Có gọi điện chốt đơn. Nên là lưu ý giùm em, muốn dồn đơn là ví dụ như ừ cho chị dồn đơn đi, muốn dồn bao nhiêu ngày cũng được. Nhân viên gọi điện báo đơn cho mình xong rồi mình nhớ giùm em là đi chuyển khoản liền, báo với nhân viên trừ đơn không đồng để dồn đơn. Còn ví dụ như để qua đơn ngày mai hoặc là tới khi em nhập đơn á mà chưa nhận được chuyển khoản là em vẫn đi đơn luôn nha mọi người. Nên là tới lúc đó mọi người bom hàng em, em cho danh sách bom hàng á, em đã nhắc kỹ cho mọi người rất là nhiều lần rồi nha. Nên là lưu ý giùm em, ngày nào phải đi đơn đơn đó mọi người, cứ dồn dồn như vậy là một ngày em tới khi mọi người xả hàng hết. Nên là em không có để đơn dồn nữa nha.